Ok, em chào các bạn nhá. Mặt em đây ạ. Em là Tuấn Anh nhá, bà con nhá. Em là Tuấn Anh. Mua bán, cung cấp, kinh doanh ký gửi tất cả các dòng xe đã qua sử dụng tại Hải Phòng. Và cửa hàng Tuấn Anh ô tô Hải Phòng thì nằm tại ngay thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm đối diện với lại cổng chùa Cao Linh, nằm ngay trên mặt đường quốc lộ 10. Và nếu như quý khách hàng, bà con, cô bác, anh chị em nhà mình có đi qua khu vực này, nếu mà biết đến Tuấn Anh, nhớ mặt em thì các bạn có thể là vào trực tiếp cửa hàng bên em. Em là Tuấn Anh, lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con cô bác chị nhà mình đến với em xem xe, uống nước chè, còn mua xe hay không đấy là việc chúng ta bỏ tiền ra. Còn đâu thì có phải là ai đến một lần cũng mua được đâu ạ, đúng không ạ? 7-8 lần mới chắc gì đã mua được, đúng không ạ? Chúng chi là một lần. Vì thế nên các bạn không phải ngại, các bạn không phải ngại nhé. Với Tuấn Anh các bạn không phải ngại một điều gì cả. Lúc nào Tuấn Anh cũng hân hạnh được đón tiếp tất cả mọi người. Em biết là các bạn đến không mua được xe nhưng Tuấn Anh vẫn có thể là đón tiếp tất cả mọi người. Mọi người chỉ cần vào ghé qua hỏi thăm một chút thôi và gặp Tuấn Anh ở tổ Hải Phòng thì lúc đó thì chúng ta sẽ cùng giao lưu một chút này, tìm hiểu về xe một chút này và nước chè, hút thuốc nào thoải mái nhé. Lúc nào Tuấn Anh cũng sẵn sàng với Tuấn Anh, với một cái tiêu chí chỉ cần các bạn đến xem, chơi, hút thuốc nào tham khảo, chưa cần các bác phải mua xe là vui lắm rồi, đúng không ạ? Chứ có phải là đến mà không mua được xe thì bắt đầu càu nhàu, ui ông này không mua được xe, ông kia không mua được xe đâu. Và mặt em là Tuấn Anh ô tô Hải Phòng, bà con nhá. Các bạn có ghét hay có thương hay có nhớ gì hay các bạn ghét đến mức nào thì các bạn cũng, nếu mà đi qua cửa hàng bên em thì các bạn cứ vào xem, uống nước chè, hút thuốc nào thoải mái nhá. Lúc nào Tuấn Anh sẵn sàng luôn. Và bây giờ hôm nay ngày bao nhiêu ạ? Hôm nay là ngày 13 tháng 3, tức là ngày thứ ba. Tuấn Anh sẽ cùng các bạn đi xe số tự động luôn. Hôm nay chỉ có số tự động thôi, dành cho chị em phụ nữ hoặc cho các bác là thích nhàn thôi, bà con nhá. Giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu số tự động nào, bà con nhá. 0971255863, 0816662386 là số điện thoại của Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Và số đó các bạn có thể liên hệ 24/24, đều rất là ok. Tuấn Anh lúc nào cũng đón tiếp. Và số tự động là số nào ạ? Số tự động là những chiếc xe nào chúng ta sẽ cùng đi xem nhé. Hơn 100 triệu, gần 200 triệu có ngay số tự động. Đây là một chiếc xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc, một chiếc xe Daewoo Nacity sản xuất năm 2009, biển 30V1999, một cái biển số không định danh. Và các bác nào mua chiếc xe này về để nguyên biển đi ok. Con này thì máy của nó cực chất luôn, số đẹp, vâng, nội thất đẹp, có cửa sổ trời, số tự động bà con nhé. Với giá 182 triệu đồng, bà con các bác chị em nhà mình đã có được một chiếc xe Daewoo Nacity CDX 2009, số tự động nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc. Một cái chiếc xe khá là đẹp, vâng, có hệ thống đèn bi rất là đẹp và độ lên đèn bi rất là đẹp luôn. Biển số đẹp và xe của nó rất là đẹp luôn cho anh em này. 30V1999, một chiếc xe Daewoo Nacity CDX với cửa tiền khá là hợp lý cho tất cả mọi người. Và bà con cô bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này, alo cho em với giá có 182 triệu đồng thôi nhé bà con nhé. Fortuner ạ, Fortuner 2009 nhá. Fortuner 7 chỗ ngồi 2009, biển 15K12711, sản xuất năm 2009, số tự động 2.7V, máy xăng. Con này thì là tiêu hao nhiên liệu của nó về tầm khoảng 12-13 lít. Đấy, và giá của nó thì hiện tại bao nhiêu ạ? Con này thì hộp số 4 cấp nhá. Con này hiện tại để cho anh em với giá có 315 triệu đồng thôi. Đời 2009, 2 cầu, số tự động, máy xăng với giá có 315 triệu đồng thôi. Đấy, số tự động bà con nha. Tiếp tục ạ, cờ đuôi, con này mới về cho anh em đây. Nó cũng đẳng cấp hơn và chất lượng hơn. Con này được trang bị hộp số tự động, máy 1.8, chiếc xe đang điều biển Bắc Linh 99A59610. Con này độ lên khá nhiều đồ chơi ạ. Con này độ lên khoảng 20-30 triệu tiền đồ chơi luôn. Từ hệ thống đèn bi, bi cầu, mặt lưới ca lăng, cộng với lại màn hình, cộng với body kit phía sau. Con này hiện tại bên em đang bán 260 triệu đồng một chiếc Cruise 2014 phiên bản số tự động bà con nhé. Con này thì độ lên rất là đẹp, anh em nhìn thấy nó rất là thể thao, thanh niên, cá tính. Và các bác nào mà có cái tầm tiền dưới 300 triệu muốn mua con xe này thì thấy là nó cực kỳ hợp lý luôn. Với cái màn hình rất là to, màn hình này rơi tầm loanh quanh đâu đó khoảng chục triệu với cái màn hình này. Trong xe có đầy đủ startup nữa, hộp số tự động luôn bà con nhé. Với cửa tiền 260 triệu đồng thôi. Và còn các bác chị nhà mình đã có được một chiếc Chevrolet Cruze 2014 số tự động, máy của nó là 1.8 bản NTZ full đồ. Đấy, và giá chỉ có 260 triệu đồng thôi. Ok chưa các bác? Đấy, số tự động là một cái dòng xe rất là nhiều. Đây, Innova cũng có Innova số tự động bà con nhá. Con này là Innova 2010. Innova 2010. Con này 2010, biển 30K00976. Chiếc xe này thì lại là bản V số tự động, đăng kiểm tháng 7 năm 2024 và giá để cho anh em là 272 triệu đồng bà con nhé. 272 triệu đồng một chiếc xe Innova bản V số tự động đời 2010. Con này rất là đẹp cho tất cả mọi người. Và quý khách hàng, hôm nay thời tiết thì nó có vẻ âm u trời. Đó nên là quay hơi tối chút nhá. Innova chưa ạ? Kia Cerato ạ. Con này là Cerato 2017 nhá. Sản xuất 2017, máy của nó là 1.6 ạ. Đèn bi của nó là bi cầu sáng nhá, cực kỳ sáng luôn. Đăng kiểm 2025 luôn ạ.
tư nhân chính chủ nhá. Xe thì đang rút hồ sơ. Đấy, con này thì đang thu hồi biển thôi chứ không phải rút hồ sơ. Để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm 395 triệu, 2017, máy 1.6 số tự động, bản full cửa sổ trời, có ghế điện, có đè lỗ, có nhớ ghế và điều hòa tự động, gảy số vô lăng, cờ đuôi Cancho ca tự động. Vâng, con này thì về các bạn chỉ việc bấm biển ra tên thôi, với có 395 triệu đồng thôi nhá. 2017 luôn bà con nhá. Đấy. Tiếp tục là Fortuner bà con ơi. Fortuner 2012 form mới luôn. Con này hộp số 5 cấp luôn bà con nhá. Con này 2012. Con này thì hiện tại là nó tiết kiệm xăng hơn con 209 một chút. Con này nó rơi vào tầm khoảng 10 đến 11 lít thôi, chạy rất là lành. Dòng này thì nó là một dòng xe 7 chỗ ngồi, cao gầm máy thoáng, 7 chỗ đẳng cấp nhất của Toyota, chỉ sau Land Cruiser thôi. Con này hiện tại là bên em đang chào bán với giá là khoảng 395 triệu đồng thôi. Rất rẻ. Vâng, một chiếc Fortuner có màn hình Android đăng kiểm mới. Đấy, và vô lăng của nó thì rất là đẹp cho mọi người. Nội thất ghế da xịn sò, âm thanh thì nghe hay, có màn hình cam đùi đầy đủ. Vâng, rất là đẹp. Đấy, nội thất ghế da của nó thì còn nguyên bản nhé bà con nhé. Với cửa tiền con này hiện tại bên em đang chào bán với giá loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 395 triệu đồng thôi. Fortuner 2012, hộp số 5 cấp form mới số tự động nhé. Một cầu 2.7, rất là đẹp luôn cho anh em này. Zin cả xe luôn nhé. Tiếp tục là một chiếc xe Mazda 3, con này là 3S nhé, sản xuất là 2013, nhập khẩu nguyên chiếc. Con này thì hiện tại đang đeo biển 34A06506. Với chiếc xe này hiện tại tôi đang chào bán với giá là 320 triệu đồng bà con ơi. Có rẻ không ạ? Rẻ hay đắt ạ? Rẻ hay đắt thì tóm lại thì cái giá như vậy này cũng khá là yêu rồi. 320 triệu đồng, một cái bộ nội thất nguyên zin, có cửa sổ trời, đầy đủ hết, nội thất ghế da đẹp, sơn si màu trắng cực kỳ ngọc trinh luôn. Và với cái cửa tiền chỉ có bao nhiêu ạ? 320 triệu đồng thôi. Bà con có bác chị nhà mình đã có được một chiếc xe Mazda 3, một chiếc Mazda 3S 2013 số tự động, một chiếc xe được trang bị động cơ 1.6 nhập khẩu nguyên chiếc của Đài Loan. Con này thì hiện tại là một chiếc xe rất là đẹp, zin cả xe, biển Hải Dương. Dòng này thì là một cái dòng xe gia đình sử dụng rồi, tư nhân chính chủ, không đâm đụng tai nạn, không uống nước. Và nếu như bà con là xác định mua cái dòng xe gia đình thì bà con nên mua những cái dòng xe số tự động như này, thì nó là một cái chiếc xe cực kỳ hợp lý cho tất cả mọi người. Vì đa số những cái dòng xe số tự động thì gần như là không chạy dịch vụ, rất không chạy dịch vụ mà chỉ chạy gia đình thôi bà con nhé. Vì thế nên bà con nào đang có nhu cầu quan tâm chiếc xe này thì alo cho em nhá. 320 triệu đồng. Ok ạ, tiếp tục bọn em đang có cho anh em một chiếc xe nữa. Con này thì nó là một chiếc Kia Cerato. Đây là một cái Kia Cerato 2017, biển 19A54647, sản xuất 2017, số tự động, máy của nó là 1.6, giống con màu trắng vừa rồi. Con này thì hát con biển, con này hiện tại bên em đang bán là 412 triệu đồng. 412 triệu đồng, xe của nó thì cũng rất là đẹp luôn. Có hệ thống nhớ ghế hai vị trí này, có hệ thống ghế điện này, có cruise control ca tự động này, điều hòa tự động này, màn hình Android này, rất là đẹp luôn, đúng không? Có cửa sổ trời, lá răng đúc đẹp và chất lượng đảm bảo cho anh em mua về dùng và sử dụng thì con này nó quá là ok cho tất cả mọi người rồi. Nhà anh em đợt này số tự động toàn xe đẹp thôi. Và với cửa tiền từ hơn 100 triệu cho đến 400 triệu thì những chiếc xe Kia Cerato này hay những chiếc xe tự động đều rất là hợp lý cho tất cả mọi người mua về chạy dịch vụ hay chạy gia đình. Và còn các bác chị em nhé. Đấy. Ok, một chiếc xe đến từ thương hiệu của Anh Quốc, một chiếc xe sư tử đây. Bro, con này thì đang đeo biển 15A03910. Sản xuất 2009 với khối động cơ 1.0 và giá của nó loanh quanh đâu đó khoảng trên dưới 200 triệu đồng một chút. Trên dưới 200 triệu đồng các bạn đã sở hữu được một chiếc xe Bro 107, một trong dòng xe có thương hiệu đàng hoàng, có chất lượng đàng hoàng, đẳng cấp châu Âu luôn mà con nhé. Có màn hình cam đùi đầy đủ nhé. Hoặc là anh em có thể đi con gì ạ? Con Mitsubishi Mirage, con này màu xanh này. Màu xanh con này thì rất là đẹp luôn. Con này thì 2013 số tự động 1.25. Con này thì cam kết cho anh em là xe zin cả xe, không lỗi nhá. Không lỗi ạ. Đời 2013, máy 1.25, biển Hà Nội 97662. Đang bán 228 triệu đồng. Bây giờ để cho anh em con này thì loanh quanh đâu đó khoảng 215 triệu đồng thôi. 215 triệu đồng lên đường luôn. Mitsubishi Mirage, một mẫu xe 5 chỗ ngồi hatchback, một chiếc xe rất là đẹp cho tất cả mọi người, đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Và đầy lỗ start top đầy đủ hết theo xe nhá. Có vô lăng đầy đủ, túi khí ABS đầy đủ, gương kính chỉ điện, và xe của nó rất là zin. Và nội thất của nó thì con này là 5 chỗ ngồi nhưng nó rất là rộng rãi cho tất cả mọi người. Với cửa tiền chỉ có hơn 200 triệu thôi bà con nhá. 225 triệu để cho anh em 215 triệu đồng thôi. Rồi ạ, về khu đặc đằng trước này thì đang có một số cái dòng xe số tự động dành cho tất cả anh em đây. Bà con của bác hãy chị em hãy cùng theo dõi video của em đến cuối để xem nhặt cho mình những con xe nào số tự động thì bà con hãy cùng nhặt nhá. Kia Cerato con này đời sâu nhá, 2009 ạ. 2009 con này nó là bản thiếu, chưa phải là bản full. Tí em sẽ có một con bản full và con này nó chỉ là bản chung thôi. Đó, nên giá của nó lại rẻ hơn. Con này có 239 triệu đồng thôi. Màu lông chuột, xe thì rút hồ sơ rồi và các bạn chỉ việc bấm biển ra tên thôi. Một chiếc Kia Cerato 2009 số sàn, số tự động 1.6 nhập khẩu, đăng kiểm tháng 7 năm 2024. Con này trước đây nó là biển Hà Nội và con nhá. Và đã rút hồ sơ thu hồi biển rồi. Và bây giờ hiện tại bên em để cho anh em có 239 triệu đồng thôi. 239 triệu đồng thì quý khách hàng và quý bà con có bác chị em nhà mình đã có được một chiếc Kia Cerato rất là đẹp như thế này. Đấy, quý khách hàng và quý bà con có bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho kênh của tôi Hải Phòng.
qua số hotline 0816662386. Cerato là một cái dòng xe rất là ổn định, chất lượng và đảm bảo cho anh em mua về dùng và sử dụng. Nếu anh em ít tiền, anh em có thể dùng 2.9, và anh em nhiều tiền thì anh em có thể dùng 2.16, 2.17. Ok, tiếp tục đây em đang có cho anh em chiếc K3. K3 cũng là một cái dòng xe rất là hợp lý cho tất cả mọi người. Đây là một chiếc Kia K3 sản xuất năm 2016 ạ. Máy 1.6 nhá, biển 3TA 69821. Với chiếc K3 này nó cũng là một cái dòng xe rất là thể thao, rất là cá tính và rất là đẹp, bền lành, đến từ thương hiệu của Nhật Bản, Hàn Quốc bà con nhá. Con này thì rất là đẹp cho tất cả mọi người luôn. Với cửa tiền chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng 370 triệu đồng thôi. Có đầy đủ hệ thống Kadokanchu, đầy đủ start top, đầy đủ hết theo xe nhá. Và rất là đẹp, rất xịn sò cho tất cả mọi người, cũng như quý khách hàng và quý bà con các bạn chị em nhà mình. K3 2016 số tự động bà con nhá, 6 số tự động nhá. Ngoài ra thì nhà em có vận chuyển Bắc Nam, anh em sẽ bao vận chuyển tất cả từ Bắc vào Nam cho tất cả mọi người. Tất cả các dòng xe kể cả vài chục triệu đồng, nhà em cũng vận chuyển bằng công ty vận chuyển Bắc Nam như thế này, đảm bảo và có chế độ bảo hiểm nhá. Đấy. Ok, nếu các bạn nào thích dòng xe thể thao thì đây em đang có cho anh em một chiếc xe Hyundai Veloster. Đây là một mẫu xe 3 cửa thể thao cực kỳ là ổn định cho các bác nào có một cái cá tính cực kỳ mạnh mẽ cho anh em. Đấy, con này thì đang đeo biển Hà Nội 30A39352. Với cái dòng xe đấy anh em thấy là đèn đóm này, đèn đóm của nó rất là đẹp cho tất cả mọi người nhá. Dòng này thì nó là một cái dòng xe khuôn thể thao với cửa tiền loanh quanh 300 triệu thôi. Loanh quanh 300 triệu thôi nhưng bà con đã sở hữu được một chiếc Kia Hyundai Veloster nhập khẩu 2011. Số tự động 1.6 nhá. Con này nó chỉ có 3 cửa thôi, bên lái chỉ có một cửa, bên phụ hai cửa bà con nhá. Và tất cả mọi thứ của nó là rất là đẹp cho tất cả mọi người, như quý khách hàng, âm thanh nghe hay, rất là thể thao nhá. Đó, rất là đẹp luôn ạ. Đấy. Ok, tiếp tục thì ở đây em đang có cho anh em chiếc xe gì nhỉ? Hợp lý nhỉ? Ở đây, Cerato đây, nếu như anh em đi Cerato đời cao thì anh em có Cerato 2017. Con này được trang bị động cơ 1.6 số tự động, biển 98A20529 ạ. Con này đăng kiểm thì đến tháng 3 năm 2024. Đèn đóm của nó thì rất là đẹp cho tất cả mọi người. Sinh nhan báo giá trên gương đầy đủ. Và dòng này thì nó có cửa sổ trời, có hệ thống ghế điện, hệ thống ghế điện, nhớ ghế hai vị trí bà con nhá, dưới ghế hai vị trí này, đèn lỗ start top, cửa sổ trời đầy đủ, phanh tay, gẩy số vô lăng, rất là đẹp cho tất cả mọi người. Và có sàn trải thảm 5D full viền, full viền, biển Bắc Giang nhá, với giá có 412 triệu đồng thôi. 412 triệu đồng thôi và có các bác chị em nhà mình đã có được chiếc Kia Cerato 2017, một chiếc xe rất là đẹp và chất lượng đảm bảo cho anh em mua về dùng này. Vâng, nếu anh em có một chiếc xe bản full đấy, con này nó là bản full nhá, Kia Cerato 2009 nhưng bản full thì nó sẽ đắt hơn con vừa rồi bản chung là 20 bà con nhá. Con này là 209, có cửa sổ trời, có đèn lồ start top đầy đủ, biển Hà Nội 30A9167 13. Với cửa tiền nó khá là hợp lý như con xe này thì hiện tại bên đang bán là 259 triệu đồng hay là 255 triệu đồng là cũng lên đường luôn bà con nhá. Cerato 2009 số tự động máy 1.6 nhá. Con này thì còn rất là đẹp cho tất cả mọi người và quý khách hàng. Nội thất ghế da, màn hình Android, đèn lồ start top, cửa sổ trời, điều hòa tự động, đấy tất cả bản full hết nhá. Con này là bản full phè phè luôn và con lại trần nỉ nguyên bản luôn nhá. Hai túi khí luôn ạ. Với cái tầm tiền nó chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng tầm hơn 200 triệu thôi, 255 triệu đồng thôi là bà con các bác chị em nhà mình đã có được chiếc Kia Cerato 2009 số tự động. Một chiếc xe cũng khá là hợp lý ở khuôn tiền hơn 200 triệu của con nhá. Rồi hơn 200 triệu em lại có cho anh em một chiếc xe nữa. Đây là một chiếc xe Hyundai Venna nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, chiếc xe đang đeo biển 30A5137. Con này hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với giá cũng khá là hợp lý cho tất cả mọi người và quý khách hàng. Và quý bà con các bác chị em nhà mình nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì alo trực tiếp cho em nhá. Với khối động cơ 1.4 đời 2009, xe nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc thì chiếc Hyundai Venna này nó là một cái mẫu xe hơn 200 triệu một chút thôi, chỉ có 200 lẻ thôi nhưng mà nó khá là đẹp, 209 triệu đồng, xe đẹp không có nhỏ, đăng kiểm tháng 3 năm 2024 25, và form của nó là form mới nhá, biển Hà Nội đấy, biển Hà Nội bà con này. Đấy, tất cả những cái chiếc xe mà bọn em bán vào trong Sài Gòn hay là tất cả các tỉnh từ miền Trung đổ vào thì đều vận chuyển bằng công ty vận chuyển Bắc Nam, có bảo hiểm đàng hoàng. Và những chiếc xe chuyển tải này sẽ chuyển từ Hải Phòng lên Hà Nội, sau đó đóng vào xe lồng chạy bà con nhá, bà con yên tâm ạ, rất là nhanh. Nếu mà các bác mua là rất là nhanh đây, rất là nhanh luôn nhá. Và tiếp tục quay trở lại với tiếp theo là một chiếc xe Honda City. Vâng, City là một cái mẫu xe ở phân khúc hạng B, nhưng mà nó rất là nổi trội và rất là đắt, đúng không ạ? Con này hiện tại là 365 triệu đồng một chiếc City số tự động 1.5 bản CVT, hộp số CVT nhé. Con này thì 2016 thì nó vẫn cái form này, và 17 thì nó mới lên một cái form mới hơn, cuối 27 nó lên form mới hơn chứ không phải 26 luôn. Vì thế nên là 24, 25, 26 nó vẫn là một form. Đó, xe rất là đẹp.
có hệ thống gẩy số trên vô lăng, có túi khí, có tất cả mọi thứ, nội thất ghế da và chế độ lái của nó rất là tốt. Con này thì cam kết cho anh em là máy số zin, từ mặt dàn cò, keo chỉ zin. Màu lòng súng con này nó là màu mắm tôm đấy ạ. Màu này là màu rất là đẹp và nhã nhặn. Xe thì biển Hà Nội đã rút hồ sơ rồi, và các bác chỉ việc bấm biển ra tên là xong thôi. Tất cả mọi thứ của nó đều rất là đẹp và chất lượng cho tất cả quý khách hàng và quý bà con. Và còn nhá, với cửa tiền hơn 300 triệu. Ở đây em đang có cho anh em một chiếc Traverse Cruise ạ. Với chiếc Cruise này thì đang đeo biển Hà Nội 30A56694. Cruise 2015, con này thì nó vẫn là form cũ bà con nhá. Cuối 2016 thì nó lên xe form mới ạ. Và chiếc xe này hiện tại là tôi đang chờ bán loanh quanh đâu đó khoảng 270 triệu đồng thôi. Thì quý khách hàng và quý bà con, các bác chị nhà mình đã có được một chiếc Cruise chạy rất là đầm và chắc lượng như thế này. Và với cái cửa tiền và với cái tầm tiền chưa đến 300 triệu đồng thì em nghĩ rằng đây cũng là một cái dòng xe khá là hợp lý cho tất cả mọi người. Đấy, số tự động đời 2015 nhá. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp và chạy rất là đầm, chất và chắc. Đấy, quý hàng và quý bà con, các bác chị nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì qua bên em uống nước chè, hút thuốc nào và trải nghiệm về xe một cách thực tế và ưng ý nhất có thể. Với cửa tiền rất là hợp lý cho mọi người, 30A56674, với cái cửa tiền chỉ có 2,7 đồng thôi bà con nhá. Kia Forte, một trong dòng xe thương hiệu đến từ Hàn Quốc, nhưng con xe này thì lại là sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam. Biển 15A63462, sản xuất năm 2012, số tự động 1.6, có cửa sổ trời đầy đủ và giá của nó là gần 300 triệu, 296 triệu đồng. Và còn có bác chị nhà mình đã có được một chiếc Kia Forte 2017, một chiếc xe rất là 2012 ở biển Hải Phòng, rất là đẹp cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con, các bác chị nhà mình. Vậy thì bà con, các bác chị nhà mình nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc Kia Forte này thì alo cho em nhé, rất là đẹp luôn ạ. Rồi tiếp tục thì vào trong đây thì em đang có cho anh em một chiếc xe nữa. Con Mazda này thì em mới tạm nhận cọc 5 triệu vào Ngọc Lạc Thanh Hóa, Ngọc Lạc Thanh Hóa rồi nhá. Mới cọc thôi nhưng mà em vẫn không đăng lên nữa, tại vì là đã bán rồi thì rất là hợp lý cho mọi người. Tiếp tục đây đang có một chiếc xe Daewoo City CDX ạ. Với chiếc xe biển 98A41227, 41727, 47127. Con này hiện tại vẫn đang chào bán với giá là 189 triệu đồng, nhưng mà con này nó rất là đẹp và rất là zin. Tóm lại thì ở cái cửa tiền như thế này thì các bạn ạ, một chiếc xe sedan phân khúc hạng C, nội thất hai màu rất là xịn sò cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con. Vậy thì bà con, các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc Daewoo City CDX phân khúc hạng C nổi trội như thế này thì có thể qua bên em ngay để uống nước chè, uống thuốc nào nhé, với giá 189 triệu đồng đó. Cảm ơn tất cả mọi người. Ngoài ra thì nhà em còn có những cái dòng xe 7 chỗ, 5 chỗ số sàn khác nhau. Cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con, các bác chị nhà mình quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Và một lần nữa thì Tuấn Anh ô tô Hải Phòng xin trân trọng gặp lại tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con ở những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả mọi người ạ.